mập dữ rồi đó, chắc tăng cân dữ lắm rồi đó. Ăn nhiều mà Vậy nó khó khăn không có gạo ăn, kêu xin cho gạo đi rồi giấc này vô ăn nhiều mập. ăn nhiều mà ăn ăn trái cây á. Có tiền mua trái cây luôn. Trời ơi, trái cây nhỏ em cho ăn ổi với mặn không. Trên đây là hoàn cảnh của cô Dành, một người phụ nữ rất là xinh đẹp, Trời trắng trẻo, ơi, bắt mập phù lù. Cô bị mù từ nhỏ và em trai cô thì nói chung là Hòa Minh Oba đỡ hơn chút xíu. Hòa Minh Oba cũng khùng mà anh kia khùng nặng hơn. Hai chị em người mù và người tâm thần sống chung một căn nhà này thì đó là mọi người cũng đang sống vào tình thương của bà con đúng không? Rồi trên nhà nước mình cũng có hỗ trợ không cô? Đó. Rồi giờ họ hàng dòng họ cũng lâu lâu không? Có không? có là Đó. dai này kia cho Đó vậy đó. dai đó. Chứ cô cũng làm ra tiền dữ lắm đó. Làm gì ra tiền, làm nhà báo có làm gì được Chứ đâu cô làm ra tối ngày tiền, cô cứ hay người ta quay phim cô nói thật lòng nên làm ra tiền nhiều lắm có đó cô. làm gì được đâu, có cái đường làm gì đâu Bởi ra vậy tiền. tức mà nó nãy tính đi liền mà giờ cô nói gì tức cởi áo cãi lộn với con. Ăn quay phim với con á, một ngày nó có 300, làm từ 8 giờ rưỡi cho tới khi có khi là 11 giờ khuya mà chừng có 300 ngàn bạc. Cô á, cô chỉ ngồi trong vòng 5 phút là cô được vài triệu, Giống có khi mày vài chục nó cần triệu. giữ quánh mấy Đó, cô nói một cái câu đi với khán giả này cái nói sao rồi cô nói chào tất cả mọi người, tôi mù với em trai bị tâm thần đó, sống trong nhà gì đó mong mọi người giúp đỡ. chào hết tất cả chị thì mù, em thì bệnh tâm thần, nhờ người ta giúp đỡ đồ, nhiều người giúp đỡ sống. Nói đi, Nói ra nói đi, nói chưa, nói xong chưa? ai giúp đỡ, chào hết mọi người giúp đỡ, nhiều cảm ơn nhiều. Chứ nhà có hai chị em, chị không thấy đường, em bệnh tâm thần. Trời ơi, có bữa nó đi sáng đêm nó mới về. Xong chưa? Xong Trời ơi, chưa được 30 giây nữa. ăn. Có luôn, chịu. Chịu trước mặt luôn nè. Giỏi vàng không? Cái là con có năng khiếu kiếm tiền, năng khiếu bẩm sinh. Triệu bạc đó. chiều bạc Giỏi 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 vàng không? Kiếm cảm tiền rất là giỏi mà lộn dấu nghề. Rồi cái nói này nó kia nó có còn cái bánh gì. mì dân, Nó, chịu thiệt cái bộ. cảm ơn nhiều nha, Dơ 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 nước mắt chưa? cảm ơn nhiều nha. Đợt này thì có chị Dina gửi cho, tặng cho mình 1 triệu ăn Tết. Từ lúc mình gặp cô là 4 năm ạ. Xác định là cô là một người kiếm tiền rất là giỏi, trong Nữa vòng 30 giây có thể kiếm rất là nhiều tiền. Chính xác. Bởi mọi người tin tưởng đi, gửi tiền cho Hòa Minh Oba là một chắc chắn 100% là đúng, nói là phải đúng, là phải đúng chuẩn.